Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có về một lô đồ gốm Nam Bộ xưa nha. Gồm có cây mai với lái thiêu không nha cô chú chị mình ha. Đặc biệt ngày hôm nay rồi toàn là đồ cây mai. Có với đồ lái thiêu không nha. Với đồ đồng, bàn ghế để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, chậu đôn để cô chú anh chị mình về mình vô những cái cây yêu thương của mình để mình trưng mình xài Tết nha. Đó. Bữa nay Triệu lên đôn với chậu cũng rất là nhiều. Đó, cô chú anh chị mình muốn có mua số lượng á thì cứ liên hệ với em. Đó, nếu mà mua số lượng thì có giá rất là ưu đãi nha cô chú anh chị mình ha. Đó, ngày hôm nay đây mã số 1N đầu tiên đó chính là một cái chậu lái thiêu. Đó, tuổi đời tầm khoảng cái 50-60 năm trở lên nha. Nói chung cái nào thì cũng thương binh nhẹ nhẹ. Có lành có thương binh nhẹ nhẹ có nha. Em báo sao là chính xác y gan như vậy trên clip cho cô chú anh chị mình ha, cứ yên tâm. Và ủng hộ giùm em nha. Đây mã số 20, mã số 1N, chiều cao 2,5 tấc, phủ bì 3,7 tấc. Đó, lọt lòng là 3 tấc nha. Đây, một cái chậu lái thiêu. Đó. Đặc biệt ngày hôm nay những đôn chậu này thì tuổi đời trên 70 năm trở lên hết. Em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Cái nào mà dưới 5-60 năm, 7-80 năm, đó thì cô chú chị mình cứ được quyền mà trả hàng lại cho em nha. Đồ ngày hôm nay là đồ em bao trên khoảng 60-70 năm trở lên, không có dưới nha cô chú chị mình ha. Đó, đây mã số 1N đầu tiên em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.800.000. 1.800.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 2N. Đây, một cái chậu rớm cây mai nha, rất là đẹp luôn. Cũng có tình trạng sữa nhẹ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nhưng mà tỷ lệ sữa rất là thẩm mỹ, rất là cao. Đó, mã số 2N nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đường kính là 4 tấc nha. Đó. Lọt lòng là 3,3 tấc. Mã số 2N. Đây, nói chung là cái đường miệng này nè, nó sữa lâm nhâm gì nè cô chú anh chị mình nè. Nó cũng có tóc gió. Tuổi đời khoảng trên 70-80 năm rồi, chậu cây mai rất là đẹp luôn. Đó, hàng thì cũng còn bóng bẩy lắm nha, chưa đánh bóng luôn nha. Cái này đánh bóng là một cái rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, màu men nó còn rất là mới nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, giống như là cái đường này nè, nó bị tóc gió nhẹ nè, nhưng mà người ta có sửa lại nè. Đó, cũng như là nó bị nứt nhẹ thôi chứ không mất thịt. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, chậu này thì tuổi đời khoảng 80 năm trở lên rồi, không có dưới nha cô chú chị mình ha. Đó, để em đo, nãy em có đo chiều cao rồi phải không? Chiều cao cũng là 2,5 tấc luôn, phủ bì là 40, lọt lòng là 3,2 tấc. Mã số 2N em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3,5 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 3N. Đây, tới mò sông Long của chú anh chị mình ha. Đó, gồng giữa hồ sen rất là đẹp luôn. Hàng này hàng lái thiêu nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Lái thiêu mà rất là già nha cô chú anh chị mình ha. Đây, phủ bì là 53, lọt lòng là 44. Đó, chiều cao chậu lên là 3,3 tấc. Chậu này thì nó có đường tóc gió một đường nha. Đây, đường nứt mà không mất thịt. Đó, chủ nhà người ta tái chế keo lại rồi. Đó, không có mất thịt nha cô chú chị mình ha. Về mình thẩm mỹ sơ sơ nhẹ nhẹ là thôi, rất là đẹp. Cô chú chị mình xin nhìn ở ngoài giùm em. Đó, đây. Đó, chưa đánh bóng chùi rửa luôn. Tuổi đời chậu này cũng khoảng tầm từ giá là 70-80 năm trở lên rồi chứ không có dưới nha. Đó, đây chữ ký mộc lò của nó đây. Đó, cô chú chị mình xem giùm em cái lòng trong nha. Đó, cũng có một hai đường te. Nhưng mà nó không mất thịt nha. Mã số 3N. Đó, cô chú anh chị mình xem đế giùm em nha. Đó, cô chú anh chị mình mua về vô lan hoặc là mình vô những cái cây mà yêu thương để mình trưng Tết nha. Cái này đánh bóng lên, cái này nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Tại cái nước men ngày xưa nó rất là đẹp. Đó, đây, hàng này em bao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, là tuổi đời nó rất là sâu. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, mã số 3N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu em bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 4N. Đó, đây. Cũng là chậu cây mai luôn nha. Chiều cao lên cũng là 2,6 tấc.
Phú Bì là 40, Lọt Lòng là 31. Đó, đây của chúng chị mình xem cái đường miệng giùm em nghe rất là đẹp. Đó, cũng là một đường tóc gió luôn. Nói chung tại đồ này là cũng 7-80 năm rồi. Đó, có một hai đường cũng là không thành vấn đề nha của chúng chị mình ha. Tuổi đời quá sâu, nó có hai đường hai bên. Đó, đây rất là đẹp của chúng chị mình ha. Đó, đế trong đế ngoài là khỏi chê. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.800.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 5N, chậu nguyên si lành tích 99%. Đó, đời đầu của lái thiêu, đời cuối cây mai nha. Tuổi đời cũng tầm từ giá là 80 năm trở lên. Chiều cao 2 tấc 9. Phủ bì của nó luôn là 48. Lọt lòng là 41. Đó, đồ này rất là già đồ nha, 7-80 năm trở lên. Đó, đây. Đây, lỗ thoát nước thì nó có một lỗ bên hông, người ta đục thêm một cái lỗ bên đây nữa, nó rộng ra thêm chút xíu nữa cho dễ thoát nước thôi. Đó, hàng nguyên si lành tích rất là đẹp luôn. Chỗ này nó có biết mẻ tí xíu nha. Đó, mẻ chân không sao hết. Đánh bóng là một cái nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Xem giùm em một vòng. Đó, đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4.200.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cô chú anh chị mình cứ được quyền xem trước kiểm tra hàng nha. Đó, hoặc là cô chú anh chị mình có mua số lượng nhiều thì cứ liên hệ với em. Em để có giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 6N, hàng cũng lành tích cũng được 90%. Chiều cao 3 tấc 6. Đây, phủ bì là 54. Lọt lòng là 42. Đó. Chậu này lành tích cũng được 90% nha cô chú anh chị mình ha. Tuổi đời cũng khoảng từ giá 60 năm, 70 năm trở lên em bao. Đó. Dưới 60-70 năm của chú anh chị mình được quyền trả hàng lại cho em, không mất 1.000 phí ship của cô chú anh chị mình luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình mua số lượng nhiều, em cũng có giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình ha. Xung quanh là mà cái tích của nó là những mai bông, còn trên đây là một vàng chữ thập rất là đẹp luôn nha, chữ vàng. Đó, cô chú anh chị mình xem cho em một vòng nha, rất là đẹp. Đây, hàng lành tích cũng khá là cao. Đó, mã số 6N em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 6 triệu em bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đây, tới em có một cái chậu tai bèo hàng cây mai rất là đẹp luôn nha, để lên đó luôn với cái đôn. Đó, màu tím đi một tông, tông sạc tông nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, phụng rất là đẹp. Đây, mã số 7N và 8N, nó đi một tông nha. Hàng này lành tích cũng được 90%, miệng cũng có sữa chút đỉnh thôi, nó nhâm nhâm chút đỉnh thôi nha. Đó, giống như cái này thì nó bị nứt ra chỗ này, người ta đã tái chế keo lại, thứ nhất. Thứ hai cái nữa là người ta đã sơn màu tím lại luôn. Đó, nhìn khó là thấy, nhưng mà chúng em mua bán thật tình, chúng em có sao báo vậy cho cô chú chị mình đều biết, để tránh tình trạng cô chú chị mình mua lầm về rồi la gầy chúng em nữa nha. Chiều cao 3 tấc 6, phủ bì 3 tấc 6, em xin lỗi, lọt lòng của nó luôn là 2 tấc 7, chiều cao lên là 2 tấc 4. Đó, đó, chậu tai bèo rất là đẹp luôn nha, tỷ lệ lành tích cũng còn được 90%, rất là đẹp. Của chú anh chị mình xem giùm em, như mấy chỗ này thì nó có lâm nhâm một hai chỗ thôi. Đó, đó, còn bên đây thì gia tỷ cũng có lâm nhâm một hai chỗ thôi, nhưng mà ta tái chế lại rất là đẹp rồi. Đó, đồ này thì khoảng cỡ 80-90 năm trở lên không nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chiều cao cái đôn, chiều cao cái đôn lên luôn là 3 tấc 4, mặt đôn của nó luôn là 3 tấc 4 luôn nha. Đó, hoành bụng đôn này của nó luôn, lớn nhất của nó luôn là 115. Mặt đôn là còn nguyên si lành tích. Đó, cũng được 90%. Có cái đế đôn này dưới đây. Đó, thì nó bị mẻ tí xíu. Cô chú anh chị mình nhìn lòng trong giùm em nha, rất là đẹp. Đó, để em bỏ qua đây đi. Đó, đây. Đó, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.800.000. Đó, đôn này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4.500.000. Đó,
cô chú anh chị mình lấy một cặp giúp em sẽ bớt tiền cà phê là chút đỉnh nha, rất là đẹp. Cô chú anh chị mình xem giùm em một dòng nha, một màu tím rất là đẹp luôn đó. Đây, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook đó. Đây tới một cái chậu lái thiêu già nha, rất là già đồ, chiều cao 2 tấc 8, phủ bì 46, lọt lòng 39. Nó chỉ bị đường hai đường tóc gió phía bên đây, một đường tí xíu từ đây xuống đây khoảng cỡ 5 phân. Đây, còn từ đây lên đây là khoảng cỡ 1 tấc. Đó, tóc gió nhẹ thôi. Đó, hàng cũng khá là lành tích luôn nha. Đế là cũng còn nguyên si là lặn luôn. Đó, có chú chị mình xem giùm em nha. Đó, rất là đẹp. Đó, màu men thì còn ok. Cái này mình lấy giấy nhám mịn mình xả nhẹ ra cái thôi, quấn bóng lên cái thôi thì rất là đẹp, nhìn rất là sang nha. Đó, đây mã số 9N em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.800.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook, mã số 10N. Đó, chiều cao 33, phủ bì là 45, lọt lòng là 39, hàng lành tích cũng được 90%, cũng có hai đường tóc gió nha. Đó, nhưng mà cô chú chị mình nhìn khó thấy lắm. Đây là xuống đây 5 phân. Đó, em báo cho cô chú chị mình biết trước nha. Đó, để em đang soi để kiểm tra cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, nói chung là hai đường. Đó, nhưng mà đường bên kia thì em chưa thấy rõ. Có gì cô chú chị mình cứ liên hệ với em. Đó, để biết thêm chi tiết nha cô chú chị mình ha. Nếu mà cô chú chị mình ưng bụng. Đó, đây. Hàng của lành tích cũng khá là cao. Đó, màu men cũng còn rất là đẹp nha. Rất là bóng bẩy, chậu cây mai. Đó, đây. Khỏi chê chỗ nào nha cô chú chị mình ha. Đó, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 5.300.000, 5.300.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Chậu 11N. Đó, đây. Cái tích nó là bách hoa nha, rất là đẹp. Chiều cao 3 tấc 8, phủ bì là 56, lọt lòng là 45. Đó, đây hàng lái thiêu già, đời đầu của lái thiêu. Đó, đời cuối cây mai. Đó, rất là đẹp. Nói chung tình trạng cũng có sữa tí xíu thôi, nhưng mà em chưa thấy cái dấu sữa nè. Đó, đây, tại vì người ta sữa ở nhà nó rất là tỉ mỉ nha cô chú chị mình ha. Có thể là đường cạnh miệng này tí xíu thôi. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Đó, miệng thôi. Đây, rất là già đồ nha cô chú chị mình ha. Tỷ lệ đồ già là khỏi chê luôn. Đó, cô chú chị mình xem đế dưới nha. Đế này là không có sữa, đế ghim nha. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em. Đó, cái này em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 6.000.000, 6.000.000 em bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ, mã số 12N. Đó, một cái chậu hai lân một gồng nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Nói chung là trên miệng chậu thì nó cứ bị mẻ tí xíu như vậy nè. Mã số 12N. Đường kính miệng là 59, lọt lòng 50, chiều cao 3 tấc 7, chậu cây mai rất là đẹp luôn nha. Tuổi đời em bao trên 80 năm. Đó, cô chú anh chị mình nếu mà cứ em quay không rõ chi tiết thì cứ liên hệ với em để mà chụp hình gửi Zalo thêm nha. Đó, đây rất là đẹp. Cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 7.000.000, 7.000.000 em bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới cho em có một cái chậu mã số 13N, một đường tóc gió chỗ này nha. Nhưng mà hàng lành tích cũng khá là cao, chỉ có một đường tóc gió đó thôi. Chiều cao 2 tấc 4, phủ bì 3 tấc 6, lọt lòng 2 tấc 8,
Một đường tóc gió phía bên đây, còn một đường tóc gió nhẹ, chỗ này gân nhẹ thôi chứ không phải là tóc gió luôn. Đó, mã số 13N. Đây, chưa chùi rửa đánh bóng luôn nha. Nè, của chú chị mình xin nhìn thấy dơ của nó nè. Cái này mình về mình lấy giấy nhám hoặc là lấy cước chùi nồi mình đó, mình chùi sơ ra cái thôi rất là đẹp luôn. Đó, đây. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.800.000 bao ship toàn quốc. Đó, đồ này thì nếu mà em siêu tầm được á, tổng cộng của nó cũng khoảng tầm từ giá là 300 món, trên 300 món. Đó, từ chậu cho đến đôn vô cho đến đôn y. Đó, cô chú anh chị mình cứ mua số lượng thì cứ liên hệ với em để biết thêm chi tiết. Đó, đây mã số 14N, một cái chậu lái thiêu. Mẻ miếng trên này chúng em chưa làm lại luôn. Đó, vẫn mua sao là bán vậy, để y nguyên như vậy thôi. Em báo tình trạng cho cô chú anh chị mình đều biết thôi nha. Chiều cao 3 tấc 2, phủ bì 51, lọt lòng 43. Đó, mã số 14N. Chỉ mẻ một miệng trên đây, bên đây thì một đường tóc gió. Từ đây xuống đây khoảng cỡ 2 tấc. Đó, có sao là em báo như vậy nha. Đó, cô chú anh chị mình nếu mà em có báo hơi gọi không rõ chi tiết thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em. Chụp hình gửi thêm Zalo, một cái chậu lái thiêu rất là già. Đó, tuổi đời trên 60 năm trở lên. Đó, trước năm 75 nha. Đó, đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.500.000 bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Vô này thì em có một cặp, nhưng mà cặp này thì nó không có trùng, nó trùng màu, nhưng mà nó nói chung là một cái lẻ một con, nhưng mà em ghép lại thành một cặp kích cỡ bằng nhau. Đó, đây, để em đo chiều cao con voi nha, rồi em sẽ báo thông số tôi chú chị mình đều biết rõ. Chiều cao là 60 từ đuôi cho đến dòi luôn là 63. Đó, đây cùng chú chị mình xem giùm em nghe, voi lái thiêu già nha, tuổi đời em bao trên 60-70 năm, hàng lành tích được 90%, còn 1% đó là cái đường tóc gió lõi lò. Đó, đây tí xíu trên đây thôi, mặt đôn đồng tiền rất đẹp. Chiều dài 3 tấc 2, bề ngang đôn 2 tấc 6. Đôn này em bao tuổi đời trên 60-70 năm nha cô chú chị mình ha. Còn con bên đây. Đó, đây, con bên đây là cũng là cây mai luôn. Rất là đẹp nha. Đó. Hàng lành tích cũng được 90%. Đó. Tình trạng lành rất là cao, cái này chưa chùi nha cô chú chị mình ha. Màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Mã số 15. Đó, cái này là vô một cặp nha. Đó, một con đời đầu của lái thiêu, đời cuối cây mai, còn một con thì cũng lọt qua cây mai luôn nha. Chiều cao cũng là 60 luôn. Đó, chiều dài là 63. Đây, mặt đôn là 2 tấc 6, nhân lên 3 tấc 3 nha, rất là đẹp. Hàng lành tích cũng khá là cao, để em kiểm tra một vòng nha. Đó, nhà này thì nó bị gân nhẹ chỗ này thôi, nhưng mà đồ ghim của nó luôn nha. Đó, đây, chưa chùi rửa đánh bóng luôn nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Đó, voi lái thiêu rất là già. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 18 triệu. 18 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 16N, đó chính là một cặp voi luôn. Đó, cũng là hàng lái thiêu già. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Chiều cao 55, hàng lái thiêu nha, chiều cao 55. Chiều dài voi của nó luôn là 56. Đó, chiều dài là 56 nha. Đây của chú chị mình xem giùm em một vòng. Chỗ này là nó bị đường gân nứt nè. Đó, người ta đã đắp xi măng, chúng em chưa cạo ra cái đường gon của nó luôn. Cạo ra đường gon rất là đẹp nha của chú chị mình ha. Đó, mua bán em có sao nói vậy. Còn những dấu trên đây là bị lỗi lò nha cô chú chị mình ha, không phải bị nứt nha. Đó, tình trạng tới đâu là em báo tới đó cho cô chú chị mình luôn. Đó, trên đầu này cũng là lỗi lò luôn. Màu da lương rất là đẹp luôn nha. Mặt đôn bề ngang của nó luôn là 2 tấc 4, bề dài là 3 tấc. Đó, một con rất là đẹp, mã số 16A 16N chứ quên, em xin lỗi. Đó, cái này một cặp nha. Con kế bên kích cỡ cũng bằng nhau luôn. Mặt đôn 3 tấc 3, bề ngang 2 tấc 6. Đó, tình trạng của nó lành tích nguyên con, rất là đẹp luôn. Đó, đây, trên đây chắc nó bị
trên đây có cái đường dấu te chút xíu nè, người ta đã làm lại nè, cô chú chị mình xem giùm em nha. Cái này em chưa trà ga đó, với cái đường gân ở đây, chắc cái này là đường gân tóc quá, bởi người ta kỹ, người ta chấm keo mà keo hồi xưa luôn nè, cô chú chị mình xem giùm em nha. Cái đường keo nó rất là tỉ mỉ nha, keo cũ là nhìn thấy biết liền. Cái này không phải là em làm mua sao là em bán vậy luôn, lỗ tay thì lát tí xíu chỗ này thôi đó. Đây phía bên đó nhìn rất là khó thấy nha, còn phía bên đây nó cũng lát nhẹ tí xíu chỗ này luôn đó, mát lát men nhẹ thôi đó. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, cũng có giá là 17 triệu, 17 triệu em bao ship toàn quốc, mã số 16N, cặp voi lái thiêu già rất là đẹp. Mã số 17N đó chính là một bộ dĩa con gà đó, hoa văn vẽ tay hàng lái thiêu, tuổi đời trên 50-60 năm đó. Một chục cái đường kính là 2 tấc nha, một tấc chính nè đó, gần 2 tấc mà em báo tấc chính thôi đó. Mã số 17N, một chục cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn đó, cũng có giá là 500.000, lành tích cũng được 90% đó. Đây mã số 18N, một con hổ đó đạp như ý rất là đẹp luôn nha đó. Đây đồng này thì em báo cho cô chú anh chị mình luôn biết luôn là đồ này là đồ đồng, nhưng mà đồng này nó tuổi đời nó không có già, tầm cỡ 10 năm đổ lại. Mua bán em có sao nói vậy, cô chú anh chị mình coi giùm em nha. Đó chiều cao là 2 tấc 1. Đây chu vi cục vàng của nó luôn, đóng vàng của nó luôn là 45, trọng lượng nặng 2,4 kg. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook đó. Mã số 19N, bát tiên quá hải đó, chất liệu bằng đồng, trọng lượng nặng là 2,6 kg đó. Cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha, rất là đẹp luôn, còn nguyên si, lành tích 99%, chưa bị bể mẻ đắp giá chỗ nào hết. Chiều dài 3 tấc 2, chiều cao lên 1 tấc 1, bề ngang là 1 tấc đó. Đây hàng lành tích luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, cũng có giá là 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 20N, một cái bát hương bằng đồng đó. Đây tuổi đời tầm 10 năm đổ lại thôi nha, có sao là em bao tới đó nha. Trọng lượng nặng là 1,9 kg đó, sông Long Chanh Châu. Đây chiều cao 1,8 tấc, đường kính miệng là 1,7 tấc, bát hương bằng đồng rất là đẹp luôn nha, hàng cũng lành tích khá là cao đó. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 21N, cũng là bát hương luôn đó, chất liệu là bằng đồng luôn nha, trọng lượng nặng 3 kg đó, chiều cao 1,8 tấc, đường kính miệng 1,8 tấc luôn đó. Đây mã số 21N, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây tới em có một cái sông Trầm nha, đó sông Trầm Hồ Lô, mã số 22N, chất liệu là bằng đồng, tuổi đời tầm 10 năm đổ lại đó, trọng lượng nặng là 1,9 kg, gần 2 kg nha. Đây để em đo chiều cao, cao lên là 2,8 tấc đó, từ quay bên đây qua quay bên đây luôn là 2,5 tấc nha đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em, sông Trầm đó, bằng đồng nha, cái này đánh bóng lên nó như đời đồng sáng của mình rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, đây. Đó, sông Trầm này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Đây, mã số 23N. Một cái đỉnh sông Trầm bát quái, tuổi đời tầm 20 năm trở lên em bao cho anh chị mình luôn nha. 20 năm trở lên, màu vỏ vỏ đậu rất là đẹp luôn nha, em chùi dầu lửa lại mà ra màu vỏ đậu rất là đẹp, tầm 20 năm trở lên. Đây cô chú chị mình xem em một vòng nha, chiều cao tính từ đầu con lân xuống tới với bàn quay 68 đó. Cái đế này cộng vô thêm cái đế này là 1,2 tấc nữa đó, 1 tấc nữa là 70 đó, 68 70 80. Chiều cao đỉnh này là cao là 80 nha, tính luôn cái đế lần là 80 đó. Đây mặt lăng đây của chú chị mình xem giùm em, không có một miếng ba vớ gì luôn, rất là đẹp đó. Tuổi đời thì cũng tầm khoảng 20 năm thôi, không có ba vớ nha của chú chị mình ha. Đây đường kính miệng sông Trầm 3,3 tấc,
Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, để dưới đây. Đó, tuổi đời thêm bao 20 năm trở lên thôi nha. Đó, nó cũng không có cỡ 20 năm trở lên, 50 năm trở lại thôi, cũng không có sâu tuổi không. Đó, cô chú chị mình xem giùm em dùm một vòng nha, bát quái. Đó, hình thì bát quái. Liên lạc lành lặn. Đó, không có bị gì hết nha, rất là đẹp luôn. Đó. Cái đế nó không là 5 kg rồi. Bỏ này qua bên đó luôn. Đó, cái đế không là 5 kg nha. Để coi cái song trầm này thêm bao nhiêu ký nữa nha. Đó. Song trầm này của nó luôn là 31 kg. 31 với 5 là 36 kg. Đó. Song trầm này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 29 triệu. Đó, 29 triệu bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Bàn, bỏ bên kia. Đó. Đây. Tới mã số 24N. Đó chính là 4 cái ghế, 1 cái bàn. Đó. Nhưng mà cái này là bằng gỗ nha cô chú chị mình ha. Đó, cái này là bằng gỗ nha. Đó, một bộ ghế bàn trúc bằng gỗ. Đó. Tuổi đời thì em bao cho cô chú chị mình luôn, tầm khoảng có chừng 20-30 năm trở lên thôi nha. Đó, đây là gỗ nguyên con nha, rất là đẹp đó nha cô chú chị mình ha. Đây, tính từ mặt ghế cho đến chỗ ngồi luôn là 44. Đó. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 59. Chiều sâu vô của nó luôn là 50. Đó, từ tay vịn bên đây qua tay vịn bên đây là 62. Cái vách lưng của nó xuống tới đất luôn là 1m09. Đó, rất là đẹp luôn nha quý anh chị mình ha. Mặt này là mặt đá. Đó. Còn nguyên si nha. Này là bằng gỗ nha quý anh chị mình ha. Em báo trước cho quý anh chị mình để biết đây là bằng gỗ chứ không phải là bằng chắc, không phải bằng cẩm nữa nha. Đây là bằng gỗ. Đây, còn bàn này thì ở trên này nó hơi bị chày nha. Đó, để so theo người ta xài á, nó chày nha cô chú chị mình ha. Em báo trước luôn chứ không phải là nứt, nó chỉ chày thôi. Đó, chiều cao tính từ đất lên tới bàn luôn là 74. Đó, mặt bàn của nó luôn là 90. Đó, mặt bàn là 90 nha, rất là đẹp. Đó, 4 cái ghế, 1 cái bàn. Đó, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 52 triệu. 52 triệu em bao phí ship cho cô chú chị mình luôn là 500 cây số nha. Hoặc là 1000 cây số cũng vẫn được luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, bộ bàn ghế rất là đẹp luôn nha, bằng gỗ. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu. Thanh Triệu trân trọng cảm ơn và cảm ơn.